của người ta đây là một trong những cái tuổi hưu, tuổi dưỡng già và tuổi cần sự chăm sóc của con cái, thì đối với cụ tuổi này mình vẫn còn đầu thì đội nắng, mình thì phải trầm ở dưới nước. Chính là nghỉ rồi. Dạ. Lúc đó thì mình làm nghề gì bà hai? Cái đó là tới chừng hết có mùa hào nó thì đi nhổ bàn đương đệm bán lần. Nhổ gì? Nhổ bàn. Nhổ cây bàn. Dạ. Nhổ cây bàn đó. Cây lát đồ đương đệm bán. Cái lát đó là khác, còn cái này cộng bàn nó khác. 300. 300 ngàn. Dạ. Mà để làm ra một chiếc kia mình tốn công bao lâu hả bà? Về nhổ bàn về làm là 10 ngày mới gọi chiếc. 10 ngày. Dạ. Okun. Okun ở đây nhận chui đi nâng nhung nó còn không okun anh như chợ. Không hiểu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Cũng như video clip trước, Bùi Hồ có chia sẻ về hình ảnh một bà cụ ngoài 70 tuổi á, hàng ngày phải trầm mình ở dưới nước để đục những cái con hào để bán cho thực khách á. Thì ngày hôm nay thì Bùi Hồ có gặp bà hai ngay tại một cái một những cái nhà hộ dân ngay tại cô chú là xóm là người Khmer cô bác quý anh chị. Có gặp bà hai ở tại đây nè. Thì có hẹn bà hai vì ngày hôm nay bà hai không có đi đục hào giống như những ngày trước nữa. Vì cái sức khỏe của bà hai cũng đã yếu rồi. Bà hai ơi, ngày hôm nay sao mình không đi đục hào á? Bữa nay tại vì hơi quải quá là không có đi. Hơi quải là mệt á, mệt sức khỏe không tốt á. Dạ. Bà hai là năm nay là bao nhiêu tuổi con quên mất tiêu rồi. 74 tuổi. 74 tuổi. Dạ. Ở nhà là bà hai có mấy người? Ở thì có con mà con nó đâu có ở chung đâu, nó đi lên xuống vậy á. Còn ở thì ngủ bằng đêm thì với cháu, hai đứa cháu nhỏ nhỏ vậy. Khi nào thì bà hai mới đục hào lại? Mai đi nữa. Mai đi nữa. Hôm qua có đục hào không? Có. Hôm qua là bà hai bán được nhiêu tiền á? Cũng 180 ký gửi. Ký gửi? Dạ. Được từ mấy giờ đến mấy giờ? Đập tới chừng nào nước lớn lên. Là sáng mấy giờ là bà hai đi? Đi cũng đi sớm á. Mà đi kiếm đủ chỗ hết trơn mới được ký gửi rồi dẫn nhau về. Nước lớn rồi về. À, đó là bán hào thịt hay là hào vỏ? Hào thịt. Bán hào thịt. Hào thịt thôi. Dạ. Là ký gửi là 180. Dạ. Là đục lên là bao nhiêu người ta mua hết? Mình đi vậy được cũng như là nhiều thì phải đi, mình đạp xe đi bán. Còn cũng như ít ít về tới nhà thì người ta mua ăn hết. Yeah. Một ký hơn ký vậy thì người ta mua hết. Con không biết là hào là mùa nào cũng có hay là sao? Tùy theo mùa. À. Cái mùa mà này thì nó có hào mà tới chừng vô tháng 9, tháng 10 là đập hết được rồi. Lúc đó thì mình làm nghề gì bà hai? Cái đó là tới chừng hết có mùa hào nó thì đi nhổ bàn đương đệm bán lần. Nhổ gì? Nhổ bàn. Nhổ cây bàn. Dạ. Nhổ cây bàn đó. Cây lát đồ đương đệm bán. Cái lát đó là khác, còn cái này cộng bàn nó khác. Cái cộng bàn nó nằm ở đâu? Nó ở trong gần trong đồng tràm mình á. Dạ. Nó mọc ở trong đó. À. Rồi cái mình nhổ về mình đem lại mình phơi, phơi rồi mình đâm cho nó dẹp, dẹp rồi phơi lại cho khô. Khô đó rồi mới mình đâm lại rồi mình mới đương đệm được. Vậy là mình chỉ đục hào được là từ tháng giêng cho đến tháng 9 rồi. Dạ. 9 tháng. Còn 3 tháng còn lại thì mình nhổ bàn đương. Dạ. Đệm. Nhổ bàn. Thì cái đó là mình bán sao? Bán một chiếc chị được 300. 300 ngàn. Dạ. Mà để làm ra một chiếc kia mình tốn công bao lâu hả bà? Về nhổ bàn về làm là 10 ngày mới gọi chiếc. 10 ngày? Dạ, tại vì mình làm lâu. Là ước tính là mỗi ngày là chỉ có 30 ngàn thôi. Dạ. Phải. Rồi 30 ngàn vậy rồi sao đủ sống rồi, công cực khổ. Thì công... cũng gắng làm vậy, không đủ cũng phải gắng. Mình nghèo khổ rồi phải gắng rồi. Nghèo khổ là phải gắng. Làm vậy thì đắp đổi ngày này hết ngày kia thì yeah. rồi lỡ bệnh hoạn thì sao? Bệnh hoạn mình cũng gắng lo vậy, con cháu rồi nó cho chút đỉnh rồi mình chích thuốc chích này chích kia vậy, con cháu nó cũng nghèo không, đâu có đứa nào dư giả đâu, tin con cháu nghèo không. Không biết thì khi mà chia sẻ cái nước phim mà thấy bà hai phải trầm mình dưới nước đục hào á, thì về con cháu có gặp được không? Có. Thì con cháu có nói gì không? Con cháu nó cũng nói má ơi đừng có đi đập hào nữa, già rồi đừng có đi. Nói không có đi thì tụi mày cũng cho mẹ tiền cũng đâu có đủ xài, ăn xài đâu. Mẹ đi làm chỉ có sức, còn sức thì mẹ làm đi. Khi nào mẹ hết có sức đó, thì con lo cho mẹ. Bây giờ con cháu nó cho 10 cây vàng bà nghĩ không? Có gì đâu, 10 cái vàng cho. Ngày cho có nghĩ không?
cho có thì nghỉ dưỡng già. Vậy là vậy là dư sức khỏe nhưng mà thiếu vàng thôi đúng không? Thiếu vàng thiếu tiền. Bình thường thì cái chi phí sinh hoạt cho cả cả nhà mình thì ông hai với bà hai là khoảng nhiêu tiền? Cũng không có biết bao nhiêu, nó mua ăn vậy xài cũng đâu có tính đâu biết bao nhiêu, mà chỉ có thân mình ơn là ổng mất là hơn 10 năm rồi, 11 năm rồi. À, còn có mười ba mình bà hai thôi. Dạ. Ở mình thì ngày 30 ngàn. Một ngày 30 ngàn đó mình ăn đâu có đủ mà cũng gán vậy nhín vậy. Bà hai ngoài cái việc sống với cái nghề biển rồi nghề đương bàn thì còn nghề gì nữa không? Không. Không hả? Dạ. Mình không có buôn bán gì được hay sao bà hai? Không. Vậy sao mình có không nghĩ là bà hai không đi bán giấy số cho khỏe hơn, khỏi trầm mình dưới nước? Bán giấy số đâu có biết chữ biết gì đâu. Bà hai không biết chữ hả? Không. Mình bán giấy số mình biết số là được rồi. Mình biết số rồi. Có khi người ta mua người ta không biết dò, người ta kêu mình dùng dò đó mà mình đâu có biết chữ. Thì mình đưa cho người ta thôi, người ta tự người ta coi. Cũng như mình vậy, mình không biết chữ mình cũng kêu người ta dùng dò cho mình vậy, rồi mình bán mình không biết dò, có người con người ta cũng không biết dò, thành ra mình bán đâu có được. Bà hai là người dân tộc Khmer thì mới vừa gọi là đón Tết xong đúng không? Dạ. Ăn Tết lớn không? Bình thường. Nè, thấy cô bác với anh chị thấy bà hai có đeo cái sợi dây đỏ không? Dây đỏ này là dây may mắn đúng không bà? À, cái này dây may mắn. Còn chùa. Dây màu vàng. Cái này cũng một thứ in nhau vậy mà cái này cũng như là mình đi chùa đó, ông sư đi chùa một cái chùa vậy là ông sư đeo cái này cho, rồi cái này mình đi chùa khác thì ông sư đeo cho. À, hai chùa là hai dây màu khác nhau. Điều may mắn sức khỏe. Dạ. Rồi cứ Tết là cô bác anh chị biết không, Tết là mấy cô chú người Khmer là cứ tập trung ở chùa hết, không ở nhà đúng không? Đi chùa. Đi chùa cho các ông sư để rồi ban phước bình an. Đúng không? Bà hai mấy ngày qua thì có chuyện gì vui vui kể nghe coi. Con mới xuống đây gặp bà hai, tìm bà hai quá trời khó luôn. Người ta nói là bà hai bà đi đâu mất tiêu rồi. Mấy ngày nay là bà hai bà không có còn đi đục hào nữa. Đi. Chắc là bà trúng số hay sao con nghĩ rồi. Đâu có trúng số, chừng nào bệnh thì ở nhà vậy, chừng nào hết bệnh thì đi làm nữa. Bà hai nói với con là bà hai quải. Thì cái từ quải là cái từ... Quải đó cũng là bệnh nó mới quải. Quải là cái từ địa phương của anh chị đó, là từ từ bệnh hoạn sức khỏe không được tốt á, gọi là quải. Thì mình bao lâu bà hai mới quải một lần? Chừng đi biển chừng 2-3 ngày là quải một lần, 2-3 ngày quải một lần rồi. Rồi tới chừng mình nghỉ 1-2 ngày đó mới khỏe lại mới đi nữa. Chớ vừa ở trên con gọi là bị bệnh. Còn quải là đôi khi là đi núi á. Lội núi đi hồi quải chân hay là đi hồi mỏi chân. Cái này mình đi xuống nước nó quải, nó mệt hơn cái mình lên núi nữa. Nhưng mà nguy hiểm quá bà hai à. Con lúc nãy con có đi vô á, con mấy con hào á đục lại á, còn cái miệng của nó rồi miễn ở dưới nó có một số là miễn nữa nè. Rồi vỏ ốc nè, vỏ sò nè, vỏ hào nè, rồi mấy con hà nữa. Con thấy đi không cẩn thận là bị đứt chân ngay á. Đứt chân. Còn mình mò hào đó, con dung nó đâm cái tay này, cái gai nó dính ở trong tay vậy, tới chừng mình lẻ ra nó mới hết. Còn không lẻ thì nó đau. Nhất. Dạ. Yeah. Có bao giờ là tự mò hào mà sáng lạnh quá tự mò hào, ví dụ như tháng giêng rồi tự hòa cái tự những cái mình tuổi cái mình gớt nước mắt không à? Cũng có vậy. Kể lúc đó con nghe coi. Đi tới chừng mình đấy làm mình khổ quá, mình cũng tủi thân, không biết làm sao mình cho nó hết cái khổ. Nhưng mà mình làm hoài là nó không có dư. Dạ, không có dư. Bà hai là tổng cộng mấy người con? Hết thảy là 7 người. 7 người? Dạ. 7 người con đều đi làm xa hết hay sao? Thành xa hết, đâu có ai ở gần. Có chị ở gần, có đứa thứ 7 nó ở gần mà nó cũng đi làm tối ngày, nó đi cào đó, đi ghe cào người ta. Dạ. Cũng đâu có ở nhà, lâu lâu nó về một lần vậy. Tới chừng nào cũng như là ghe người ta vô vậy, nó về nhà ngủ được đêm, có khi 2 đêm nó đi nữa rồi. Thật ra là khi con mà đăng cái đoạn clip của bà hai lên đó, thì cô chú anh chị thấy xót cho cái tuổi già. Thật ra thì cô bác anh chị biết rằng là ngoài cái sức khỏe và cái tuổi già là cái sức khỏe của sự xương khớp á. Nó dễ nhức mỏi lắm. Là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là bà hai là phụ nữ nữa.
khi mà trầm mình dưới nước á, thì rất là nhiều cái căn bệnh nó liên quan đến người phụ nữ. Ờ, mà trầm nhiều giờ như vậy thì lại thấy nó càng khổ hơn. Sống ở trong cái cảnh khổ thì mới thật ra là khi nào mà mình trải nghiệm dưới mình làm cái công việc đó thì mình mới hiểu. Còn để nói qua những cái ngôn từ để nói hết cái cảnh khổ thì mình chưa đủ cảm nhận hết bằng cái trải nghiệm thực tế. Và Bùi Hồ cũng có đi trải nghiệm thực tế cùng với anh địa phương ở đây nè. Là lội xuống nước, chỉ lội một tí xíu thôi. Mặc dù là nước nó chỉ lên tới trên đầu gối tí xíu, nhưng mà mỏi chân lắm. Con lội hồi con cầm cái lưới con lội không nổi rồi, cái con đi từ từ. Cái mình lên núi nó quải nó đỡ hơn cái mình xuống nước nấy, mình lội dưới nước vậy đó, chầm dưới nước vậy là nó tới chừng nó chịu quải, nó quải hơn mình lên núi xa lắm. Mình nếu nó quải là nó hết sức liền vậy. Rồi có những cái con hào là sâu ở dưới bà hai phải lặn dưới luôn hả? Ngập cái đầu xuống dưới phải đục ở dưới rồi mới đưa lên. Có khi không thôi mình mò cục đá đó, cái mình lấy lên không nổi gì, cũng gắng kéo lên được, cái mình lặn xuống cái mình ôm lên được. Trời ơi. Đục nó cục đá bự bự vậy nè. Bởi vì mới gọi là vừa hồi mới gọi là kiếm tiền trong đá là vậy á. Để mà có những cái bữa ăn ngon cho những thực khách á. Và để có những cái con hào nó bập nó tươi sống ngon nhất á thì bà hai là những người họ làm công làm ra những cái con hào đó, mình thưởng thức thì nó chỉ giây lát thôi. Nhưng mà đối với những người mà làm cái nghề đục hào như bà hai thì nó phải tốn thời gian rất là nhiều. Để một cái gửi hào là phải từ 6-7 giờ sáng hả bà hai? 6 giờ sáng là đi rồi. Đi rồi tới cỡ giác này rồi nè, mới lên nước lớn vậy nó mới lên. Thưa với cô bác anh chị, thời tiết bây giờ cũng khá là nóng, nên vừa hồ là sợ cái tình trạng là quay hồ nhiệt độ quá cao máy nó tắt luôn. Tiếp cô chị xích qua đây đi bà hai. 4 tuổi rồi. Làm đến là 94 tuổi mới nghỉ. Sao cười? Thì làm chừng nào mình làm hết nổi thì mình nghỉ, còn làm nổi thì mình biết gì còn làm đi, còn sức làm được thì hôm làm. Hôm nào bà hai là dẫn con lại nhà bà hai chơi được không? Được. Nhà bà hai nhà tường mà đúng không? Có nhà tường đâu. Chứ nhà gì? Nhà cũng lột thiết vậy mà, cũng dừng thiết vậy nè, mà nó gách ngưới hết rồi. Sao con nghe nói nhà bà hai tới 2 lầu đâu? Có đâu. Không có đâu. Bà hai có nói dốc con không? Thiệt, không có nói dốc. Con nghe ta nói rằng là nhà bà hai tới 2 lầu. Trời mưa lại cái thiết đều còn không muốn có chỗ ngủ nữa. Vậy hả? Thiết lộp á thì mình không có thấy cái chỗ nào mà nó lủng lỗ luôn, gì mà trời mưa lại nó dột tùm lum hết trơn à. Trời mưa lại là nước vô đầy nhà luôn. Không có chỗ ngủ luôn hả? Có khi không có chỗ ngủ chạy xuống nhà con ngủ. Thiệt luôn hả? Thiệt. Mà ở trong nhà hiện nay là bà hai ở với ai? Ở có 2 đứa cháu nhỏ nhỏ nó học đó, cha nó mẹ nó gửi ở đó nó học đó. Còn phải nuôi cháu nữa. Dạ. Rồi tối là ngủ là mưa, mùa mưa tới là mưa dột là không có chỗ ngủ luôn, phải chạy đi kiếm chỗ. Miễn mưa thì chạy đi xuống ngủ với cháu ở dưới nhà con đó, đi ngủ dưới. Vậy là cái nhà mà bà hai 2 lầu là gần nhà bà hai này. Có đâu, cái đó nhà đâu có nhà lầu đâu đó. Vậy là người ta nói dốc con rồi. Có cái nhà nào nhà lầu hết á đó. Có nhà đúc đó thì nhà đúc đó, gần đó thì có thiệt, có nhà ta gần đó. Nhà bà hai cách đây là mấy cây số? Cũng không biết mấy cây số nữa, từ đây lên tới trên núi Mây. Mà mỗi quãng đường như vậy là bà hai phải lội bộ xa không? Lội bộ dưới biển đi bắt xa không? Cũng xa. Bây giờ bà con hỏi thật bà hai nè, bà hai có ước muốn gì không? Sao cười hả? Sao cười biết lái sao? Tôi muốn trúng số hay gì? Trúng số mình đâu có mua đâu trúng. Nhưng mà ước muốn gì? Ước muốn biết làm sao mà có tiền được nhiều đó, mình nó đỡ một phần nào khỏe, nó bớt khổ vậy. Không hiểu, con hiểu. Là ước nhiều tiền là nhiêu tiền? Biết gớm. Bây giờ cho nói con số cụ thể đó. Biết nói bao nhiêu? Thì nói đi. Hả? Thì con không biết nói nhiều. Thì bây giờ nói thử coi. Cười. 100 triệu. Tiết kế nhiều. Thua là con cho nhiêu thì nhờ nhiêu chứ đâu có biết mà. Không, bây giờ mình đừng nói tiền, bà hai có ước rằng là mình sửa cái ngôi nhà của mình lại không? Dạ, cũng ước, cũng muốn được sửa cái nhà lại. Cái ngôi nhà của mình là cất bao lâu rồi?
cũng lâu rồi, cái này nhà nước cho thiết, cho cột cắt nó cũng lâu rồi. Dạ. Nhà đó là hồi đó nhà nước cho cột, ừ, cho thiết, ừ, còn cái cây đồ thì mình kiếm ơn, ừ, cũng lột làm là cũng mười mấy hai chục năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ là dột hết rồi. Dột. Cái mái đồ nó cây đồ nó mục nó dột hết trơn. Dạ. Và bà hai đục vậy ngày trong tám thì xài hết hay là có để dành tích lũy được ngàn nào không? Thì mình bữa nào mình xài có khi cũng hết, có khi thì chừa lại được hai ba chục ngàn. Mà hổm gài là từ hồi khởi công, từ hồi làm nghề hào tới giờ là để dành được mấy chỉ rồi? Có chỉ nào đâu. Có một bữa hết chơi rồi đâu còn nữa. Làm được cũng hai ba chỉ gì con mượn hết rồi. À, con nghe nói vậy nè, không biết con nhiều chuyện tí xíu nha. Con nghe nói là cô chú là người dân tộc Khmer á. Ví dụ như là làm được 10 đồng thì sẽ đem vô cúng chùa khoảng 3 đồng hoặc 4 đồng. Còn lại 6 đồng để mình trang trải cuộc sống cho mình có không? Thì mình đi chùa mình phải cúng, đi chùa mình cúng rồi. Dạ, nhưng mà dư là mình phải đem vô chùa mình cúng dường cho chùa. Cũng như là mình có dư rồi chút đỉnh vậy thì chùa người ta đi lấy tiền làm chùa đó thì mình cũng xuất tiền ra mình giúp đỡ cho nhà chùa. Mình có ít mình giúp ít, có nhiều giúp nhiều vậy đó. Các cô chú là người Khmer là theo cuộc sống là gắn liền với lại ngôi chùa luôn. Và chùa là theo Nam Tông nha cô bác chứ chị. Nam Tông Khmer là các sư đi khắc thực. Các cô chú là phải vô nấu ăn rồi đem vô chùa để cúng cho các sư ăn trước giờ ngọ là trước 12 giờ. Và khi mà các cô chú mà đẻ ra bé trai á là bé trai phải đi tu sa di hay còn gọi là tu báo hiếu đúng không bà hai? Sau khi tu báo hiếu 6 tháng thì có thể hoàn tục lại, không làm sư nữa hoặc có thể tu tiếp. Và nếu như mà ai mà có con trai á, mà con gái mà gả cho con người con trai á, mà con trai không có đi tu á là người ta không có gả, đúng không? Có. Nó thấy không? Có, và có người cũng tùy theo người. Dạ, và cuộc đời là Tết là cứ lễ lộc vậy là cứ vô chùa hết. Ở trong chùa là rất là vui luôn. Giống như là nơi sinh hoạt tôn giáo cộng đồng chung vậy á. Và khi mà đến khi mà tuổi già trăm tuổi mất rồi á sẽ đem vô chùa thiêu luôn. Có người thì đem vô chùa thiêu, có người thì mình cũng chôn. À, nhưng mà chôn thì ít hơn. Thì gỡ cái phần đó là tại chùa luôn. Gửi cái phần cốt tại chùa. Nên cuộc sống của cô chú người Khmer là gắn liền với lại cái chùa luôn. Là nơi sinh hoạt tôn giáo, tâm linh rất là nhiều thứ luôn. Đó cũng là một cái nét đẹp thôi cô bác anh chị. Bà hai ơi, ngày hôm nay con đến đây á, là con cố tình con đi xuống đây tí xíu. Mà đến thời điểm giờ là gần 1 giờ con mới gặp bà hai. Mà nghe được cái tin là bà hai không có đi đục hào ngày hôm nay vì bà hai bị quải rồi. Nên là nữ là hẹn bà hai ngay tại chỗ này. Ngồi dưới này nó thật ra ngồi trên nhà tôn cũng được, nhà hàng xóm đây cũng được, nhưng mà nóng lắm, ngồi ngoài này gì chứ có gió ngoài biển nó vô nó mát hơn. Nên khi mà quay thước phim này nó hơi nóng tí xíu, mong cô bác của anh chị không phải là ba mà mình và hai nóng thôi, mà các anh em kia cũng đều nóng hết, nhưng mà tại nước da đen đen vùi hồn với bà hai giống nhau nên là nữ nóng chút xíu, nắng chút xíu nó cũng không sao đúng không bà? Ngồi gần ở đây tâm sự cho nó vui hơn. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ đến đây thay mặt cho cô Suli Hoàng ở Mỹ á, gửi cho bà hai 100 đô để coi, để cho bà hai trang trải cuộc sống rồi để có thể tích lũy này, sau này có thể Bùi Hồ có duyên á sẽ tìm đến nhà bữa hai coi nhà của bà hai cái hiện trạng nó mục nát đến thời điểm nào, giúp đỡ được đến đâu thì giúp. Còn bây giờ trước tiên á là bà hai mua đồ ăn, thức ăn bồi bổ vô để cho cơ thể mình nó hết quải. Đây là con thay mặt cho cô Julie Hoàng ở Mỹ, 100 đô là 2.520.000 đồng cô bác anh chị. Con gửi cho bà hai. Như đây là không biết đục hào bao nhiêu ngày mới được. Lâu lắm mới được. Ngày 200 liền tờ này là khoảng 3 ngày đúng không? 4 ngày. Ở 3, 6 ngày, 9 ngày, 12 ngày, 15 ngày. Ôi trời trời, nửa tháng nghỉ ở nhà để trị bệnh cho nó hết quải đi. Sao cười? Có gì đâu. Con gửi cho bà hai. Cảm ơn. Coi điểm đủ không? Mấy tờ? 6. Tờ này mấy tờ? Ơi bà hai, coi chừng lộn của bà hai. Bà trả cái tờ này thành tờ này là xỉu luôn á, là đục hào mệt luôn. Cái này 20, còn cái này 500.
Đúng rồi, cái tờ này là đục hào hơi bị lâu á. Dạ. Dạ, còn tờ này đục hào mau hơn. Cái này hả, chục thì mình đục mau, còn cái này đục lâu lắm. Đúng rồi. Đục tới 3 ngày. Đúng rồi, 3 ngày. Yeah. Cái này là bà hai phải quấn lại gì nha. Yeah. Còn cái này là để ngoài xài nha. Yeah. Biết không? Biết nhớ không đó? Nhớ. Không nhớ một cái là mất tiêu. Thôi quấn, đừng quấn lại, để riêng đi, để riêng. Để riêng. Trời ơi trời, để riêng vậy nha. Yeah. Coi chừng lộn lộn tối đưa lộn cái mất tiêu là mấy ký hào mấy ngày đột vào á. Bà hai muốn nói là nào với lại Mạnh Thường Quân cũng như là cô Du Liên Hoàng không? Dạ, yeah, cái nó cũng rất là cảm ơn. Cô Du Liên Hoàng ở Mỹ á. Dạ. Mà tôi nói tiếng Việt à, không. Thôi bây giờ nói tiếng Khmer cái đi. Nói tiếng Khmer con nghe đi, nó cả à cun sao? O cun. O cun là đây nhạn chui ni năng nhung nó còn nhung o cun ban như trợn. Không hiểu là sao lại là sao o cun là cảm ơn là con biết rồi đó à, như là người giúp đỡ cho mình á, mình rất là cảm ơn nhiều. Có nghĩa là bà hai là nói chuyện cái tiếng Kinh á là không có gành bằng tiếng Khmer. Yeah. Nên bà hai nói là o cun người cái gì con tiêu rồi. O cun trợn. Dạ. O cun trợn cảm ơn nhiều. O cun trợ ơn hả? O cun trợn. O cun trợn. Dạ. Trợn hay trợn á? Trợn trợn. Trợn. Là bà hai là dịch là o cun trợn là cảm ơn nhiều. Dạ. Yeah. Dạ, giúp đỡ cho tôi nói sao bà? Chui nhum đi ha, ban chui nhum o cun. À, chui nhum. Dạ. Ôi mình đen thì giống người Khmer thôi chứ bây giờ mấy cô chui chứ bây giờ nói chuyện nói họ cô Du Lưu Hoàng nghe không kịp. Chỉ biết được o cun trợn là cảm ơn nhiều đúng không? Dạ. À, một lần nữa thì chắc có lẽ là không làm phiền bà hai về nhà để mua thuốc uống ăn bồi bổ uống nhiều vô để mai mốt có sức khỏe đi đục hào, mai mốt con ủng hộ hào tiếp. Yeah. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Chân thành cảm ơn cô Du Liên Hoàng ở Mỹ đã hỗ trợ cho bà hai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video lúc sau. Có duyên thì sẽ tìm đến nhà bà hai để coi cái cuộc sống hiện tại nhà của bà hai như thế nào để hỗ trợ thêm. Rất cảm ơn cô bác anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi bye bye bà hai. O cun trợn. Cảm ơn nhiều.